Xin chào quý vị nhà đầu tư. Sau cái chuỗi định giá 69 cổ phiếu tạo ra tiếng vang rất lớn và những cái hiệu quả cho nhà đầu tư rất cao, thì hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục với một cái chuỗi mới, đó là chuỗi đọc vị 69 cổ phiếu. Thì nó mang tính chất nó đơn giản hơn dành cho những nhà đầu tư phổ thông nói chung. Bên cạnh đó thì nó cũng không phải là quá đơn giản, mà nó có những cái chuyên sâu, có những cái đánh giá rất bài bản, cụ thể và đầy đủ, mà dành cho tất cả các đối tượng chúng ta đều có thể tham khảo được. Thì hôm nay thì tôi sẽ trình bày về cái việc đọc vị cổ phiếu ANV thấy gì từ kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021. Thì nội dung chính thì gồm có một điểm qua về ngành thủy sản, hai là đọc vị cái cổ phiếu ANV qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, ba là kết luận và có khuyến nghị đầu tư một chút với cổ phiếu này. Thì trước tiên thì cái cổ phiếu ANV này thì tôi cũng xin trình bày qua, đó là AZFIN đã khuyến nghị một lần vào cuối năm 2020, khi đó với giá khoảng 16. Thì bây giờ giá đã là 22.4, tức là lãi được khoảng độ hơn 6 giá, gần 7 giá, tương đương với gần 40%. Và những lúc giá ANV cao nhất thì lợi nhuận nó lên đến khoảng 70% rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ vào chi tiết cái nội dung buổi hôm nay. Đầu tiên là cái ngành thủy sản thì cá tra phù hợp với một cái xu hướng gọi là healthy hiện nay. Vì sao lại vậy? Đó là cá tra là cá thịt trắng, nó ít các cái cholesterol xấu và vân vân, nó giúp cho người ta ăn vào tốt cho sức khỏe hơn. Thì thị trường chính của cá tra Việt Nam gồm Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Tiếp theo là về xu hướng bảo vệ sức khỏe, chuyển đổi từ thịt đỏ sang thịt trắng đang diễn ra, dù nó chưa được mạnh nhưng nó đã diễn ra, đã và đang diễn ra khá là âm ỉ và liên tục. Thứ ba là cá tra Việt Nam thì có lợi thế tuyệt đối so với các đối thủ về Ấn Độ, Philippines, do chất lượng cá tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà đầu năm 2021 này, khi Ấn Độ xảy ra cái dịch bệnh gọi là khủng khiếp, có tới 300-400 ngàn người mắc bệnh một ngày cơ. Thế do đó là cái việc này nó lại càng giúp cho ích cho các doanh nghiệp cá tra Việt Nam nhiều hơn. Tiếp theo thứ tư là cái chiến tranh thương mại diễn ra thì cái cá rô phi của Trung Quốc thì vẫn bị áp thuế nặng khi xuất vào Mỹ, thì do đó là cái việc cạnh tranh với cá rô phi Trung Quốc nó cũng bớt phần nào. Thứ năm là dịch bệnh Covid ảnh hưởng mạnh đến tiêu thụ nói chung và tiêu thụ cá tra nói riêng. Thực sự có thể nói là cái Covid này nó làm cho thu nhập của người dân ở các nước trên thế giới ảnh hưởng rất nhiều. Ở Việt Nam có ảnh hưởng nhưng nó không ảnh hưởng bằng nhiều ở trên thế giới. Thế do đó cái tiêu thụ cá tra cũng nằm trong một cái bức tranh ảm đạm chung, đó là suy giảm trong năm 2020, đặc biệt là ở quý 2, quý 3 năm 2020. Và tiếp theo, chính vì cái việc đó cho nên chúng tôi cho rằng là từ đến dài hạn thì tiêu thụ cá tra có thể tăng trưởng hơn mức trung bình một chút, và nó tạo cái cầu cho cá tra khá là tốt cho cá tra Việt Nam. Tiếp theo đó là những khó khăn đối với ngành cá tra nói chung. Thì do dịch bệnh Covid-19 thực sự phải nói là hết sức phức tạp và nguy hiểm hơn những gì người ta tưởng tượng. Kể từ khi có vaccine thì người ta nghĩ rằng là cái dịch bệnh này sẽ bị kiểm soát sớm. Tuy nhiên thực tế nó không diễn ra như vậy, thậm chí còn không liệt hơn. Ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, số ca mắc lên đến hơn 400.000 người một ca một ngày. Rất khủng khiếp, rất khủng khiếp, và số người chết cũng lên đến cả vài chục ngàn người. Thì dịch bệnh nó khiến cho cầu cá tra thấp do tiêu dùng giảm. Và đến nay thì nó có phục hồi một chút rồi, đến cái quý 1 2021, quý 2 2021 này có phục hồi rồi. Nhưng mà cái phục hồi rất chậm, không hề nhanh một chút nào. Và cái chi phí xuất khẩu cá tra thì tăng cao hơn do kiểm soát dịch bệnh này. Thành ra các cái khâu về xuất nhập này kia, kiểm dịch nó tốn chi phí hơn. Rồi là nguyên liệu thức ăn cho cá tra thì hiện nay đang tăng giá rất nhiều, do các cái sản phẩm nguyên liệu làm cho cá ăn thì phải nhập khẩu rất nhiều. Ví dụ như nhập khẩu đỗ tương chẳng hạn, tăng giá rất là mạnh, từ đó làm cho giá thành sản xuất tăng. Trong khi đó thì giá phi lê xuất khẩu thì duy trì ở mức khá thấp, khiến cho lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá khá kém, đặc biệt là những doanh nghiệp nào mà không chủ động được nhiều nguồn nguyên vật liệu thì gánh lợi nhuận sẽ kém. Và thứ năm là gần đây thì Trung Quốc có hạn chế cái nhập khẩu đồ đông lạnh, từ trước vẫn hạn chế đó, và giá cước vận tải tăng cao do cái container rỗng ít, thế thành ra chi phí lớn ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến các doanh nghiệp cá tra. Thứ sáu là cái chu kỳ cá tra thường diễn ra khoảng 2 đến 3 năm lên rồi 2 đến 3 năm xuống, phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ thay đổi, rồi là vùng nuôi tăng giảm theo phong trào. Thì bây giờ
chu kỳ của cả tràn nó cũng sẽ bớt hơn, do các cái hộ nuôi nhỏ lẻ quá thì dần dần sẽ biến mất. Thay vào đó, các doanh nghiệp sản xuất cá tra, cung ứng cá tra thì các doanh nghiệp này về cơ bản cũng chủ động nhiều hơn về nguồn nguyên vật liệu. Thế thành ra cái sự biến động nó cũng sẽ bớt đi. Thì trong tương lai cái ngành này nó cũng sẽ bớt cái tính chu kỳ hơn. Đúng không ạ? Thì cái chu kỳ giá thấp, giá cá thấp theo EZFin, như báo cáo lần trước chúng tôi có cho rằng là thấp điểm nhất đến cuối 2020, thì thực sự đến cuối 2020 đã mới thấp điểm nhất rồi. Thì tuy nhiên cái việc là giá có nhỉnh lên nhưng nó không nhỉnh lên nhiều. Thì cái việc ở duy trì vẫn ở mức tương đối thấp, không phải mức rất thấp mà tương đối thấp, thì nó có thể kéo dài đến quý 2, quý 3 năm 2021. Thì nó dài hơn những một năm so với thông thường mà chúng ta thấy đối với ngành cá tra này. Tiếp theo, tổng thể quan về ANV và vị thế của công ty. Thì ANV là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam, với các cái sản phẩm chủ lực là phi lê, cá tra, rồng ấy Vĩnh Hoàn. Bên cạnh đó thì cũng có thêm cái collagen bắt đầu có. Và ANV là công ty duy nhất ở Việt Nam chủ động trên 100% nguyên liệu. Vì thế cho nên giá cá tra giảm mạnh sẽ ảnh hưởng xuất khẩu, ảnh hưởng xấu nhất. Trong khi giá cá tra mà lên mạnh sẽ có lợi nhất ngành đối với ANV. Thì thời gian vừa qua giá cá tra tăng lên thì về cơ bản là ở cái mảng chăn nuôi của họ là có hưởng lợi một chút xíu thôi, nhưng mà mảng xuất của họ lại kém đi một chút. Nhưng dù sao là khi giá cá tra tăng như vậy vừa rồi là ANV ít bị ảnh hưởng hơn so với Vĩnh Hoàn. Thì ANV đang có kế hoạch mở rộng sản xuất và nâng cái quy mô lên hơn gấp 2 lần đến năm 2022, với việc đầu tư vào cái vùng nuôi 202. Thì hiện nay nó vẫn đang là tài sản dở dang, đang chờ để sẵn sàng khi gió đông đến, tức là khi cái cầu cá tra mạnh, thì ANV sẵn sàng đưa bung vào để hoạt động. Đó, bung vào hoạt động. Và bên cạnh đó thì ANV cũng muốn tối ưu cái chuỗi sản xuất của mình bằng cách là xây cái nhà máy sản xuất collagen và sẽ mang lại doanh thu vào 2021. Tuy vậy thì nó chưa được lớn cho lắm. Đó, thì quay lại lần trước chúng tôi khuyến nghị quý vị có thể xem cái clip vẫn còn. Với ANV thì giá đâu khoảng 16, hơn 16. Thì đây, nó là ở vùng giá này. Vùng giá này. Tháng 10 năm 2020, khoảng 16. Thì sau đó có những giai đoạn nó lên đầu 2021 nó lên tới giá 25. Và bây giờ đang là 224. Đúng không? Đó, lợi nhuận đạt được cũng rất là cao, lên đến 30 đến 50% tùy từng người. Tiếp theo là về đánh giá cụ thể hơn, đọc vị cái doanh nghiệp này qua cái báo cáo tài chính như thế nào. Thì sức khỏe tài chính của ANV tốt cho dù có mở rộng mạnh. Tốt qua cái gì? Đó là nợ vay trên vốn chủ sở hữu của ANV. Nợ vay trên vốn chủ sở hữu của ANV ngày càng giảm. Và hiện nay là khoảng 80.13% so với vốn chủ sở hữu. Chúng ta hãy lưu ý một điều, ANV còn có khoản tiền gửi rất này khá nữa. Thế thành ra thực tế cái nợ vay của nó còn thấp hơn cả. Đặc biệt là trong cái điều kiện nó mở rộng rất mạnh, với cái tài sản dở dang lên đến 719 tỷ đồng, đó là vùng nuôi mấy trăm hectare, thì cái việc nợ vay này rất thấp, không vấn đề gì và rất an toàn. Và thứ hai là tỷ lệ chiếm dụng vốn của ANV thì cải thiện mạnh, hiện nay lên đến 132%. Thực sự đây là một mức hiếm có đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Ngay cả Vĩnh Hoàn tỷ lệ chiếm dụng vốn đâu đó chỉ được 6-7%, nhưng ANV là hơn 100%. Rất tốt, có thể nói nó thu tiền rất tốt, nó chiếm dụng vốn rất tốt. Đúng không? Đó là lý do vì sao nó mở rất rộng nhưng tỷ lệ nợ vay nó chỉ 80%. Và thứ ba là cổ tức ANV đều đặn qua các năm từ 1.000 đến 2.000 đồng. Cũng rất ok đối với những người mà đầu tư ít nhất là lúc khó khăn thì chúng ta có cổ tức. Thứ năm là cái tài sản dở dang tăng mạnh và nó là hơn 700 tỷ. Do mở rộng vùng nuôi 202 như tôi đã trao đổi và đang sẵn sàng khi cá tra trở lại. Thì đây chính là cái vũ khí bí mật của ANV. Khi cá tra trở lại mạnh thì ANV sẽ là cái nơi hưởng lợi mạnh nhất. Đó. Từ đây có thể thấy là sức khỏe tài chính tốt và sẽ là doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất khi cái chu kỳ cá tra tới. Tiếp theo về kết quả kinh doanh của ANV thì có sự biến chuyển tốt. Tuy chưa mạnh nhưng đã có sự biến chuyển tốt. Quý vị có thể thấy đây, nếu về doanh thu thì 2020 có suy giảm so với 2018-2019. Nguyên nhân rất rõ. Đó là do ảnh hưởng của Covid rất mạnh. Lợi nhuận cũng giảm từ 6-700 tỷ xuống còn 200 tỷ thôi. Thì chúng tôi cho rằng là 200 tỷ sẽ là đáy của cái giai đoạn này. Và từ 2021 sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì như ở báo cáo lần trước, chúng tôi dự báo lợi nhuận của ANV khoảng 160-180 đến hơn 200-240. Thì thực tế nó được 200, đúng ở cái vùng chung. Vùng chung.
Thì quý 1 2021 thì kết quả doanh thu thì có giảm một chút, giảm 12%. Nhưng mà lợi nhuận gộp thì lại tăng đến 17,26%. Làm cho biên lợi nhuận gộp tăng từ 15% lên 20%. Là một mức trở lại rất ấn tượng sau khi tạo đáy vào quý 2 năm 2020 đi lên, và đang đi lên rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Về lợi nhuận dòng thì tăng từ 43 tỷ mà lên 63,8 tỷ, tăng tới 47%. Và ANV cũng tiết giảm các cái chi phí khác rất tốt. Biên lợi nhuận dòng thì cũng tăng lên từ lên đến 9,04%. Rất ok, rất tốt. Rất tốt. Thì đây là một sự biến chuyển tốt. Tức là có sự biến chuyển về chất. Đó. Thì doanh thu phục hồi khá chậm thì do ảnh hưởng của Covid phức tạp, đúng không ạ? Đó, nhưng mà lợi nhuận dòng thì đã trở lại rồi. Nhưng mà chưa thực sự nhanh. Thì chúng tôi cho rằng bao giờ giá cá tra nó phải bứt hẳn lên, cầu cá tra phải mạnh hẳn lên, chi phí vận tải nó giảm xuống, thì nó đang giảm rồi. Thì lúc ANV sẽ được trở lại cái mức kết quả kinh doanh rất cao. Thì biên lợi nhuận của ANV sẽ tăng trở lại từ quý 4 2020 sẽ rất tốt. Thì AZFIN kỳ vọng rằng là khó khăn đã qua đi, nhưng nó chưa phải tới cái hồi gọi là thái lai đâu, mà mới chỉ đang mon men một cách chậm chạp dần dần đi lên. Đi lên. Thì để cho cái lĩnh vực cá tra này thực sự tốt thì chúng tôi cho rằng phải cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2020 21. Thì tức là khi nào kết quả kinh doanh quý 3 thì chúng tôi sẽ cho rằng là nó sẽ trở lại một cái khá mạnh mẽ. Khá mạnh mẽ ở cái quý 3 năm 2021 này. Từ đó tạo động lực rất tốt cho cái cổ phiếu ANV này. ANV. Tiếp theo về dòng tiền thì lưu chuyển tiền tệ của ANV cũng rất là tốt và phù hợp. Rất tốt, phù hợp. Đúng không ạ? Không có vấn đề gì cả. Hài hòa, dòng tiền tốt. Tiếp theo là về dự báo kết quả kinh doanh và định giá ANV. Thì năm 2020 lợi nhuận sau thuế nó khoảng 200 tỷ. EPS 1.700, cổ tức 1.500. 2021 thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế có thể đạt mức 360 đến 400 tỷ. 2022 có thể đạt 500 đến 700 tỷ. Nếu thuận lợi, cầu cá tra rất mạnh, Covid được kiểm soát nhiều thì có thể cao hơn. Đó. Thì với EPS như thế này, cổ tức như thế này, áp dụng cái phương pháp PE và phương pháp chiết khấu dòng tiền thì chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của ANV dao động khoảng 28 đến 32 ngàn đồng tùy vào kịch bản. Đây là định giá cho đến đầu năm 2022. Từ nay đến đầu 2022. Đó, tức là còn khoảng độ 1 năm nữa. Khi mà có hết kết quả kinh doanh của 2021 thì chúng tôi kỳ vọng rằng ANV có thể đạt cái mức giá từ 28 đến 32 ngàn đồng. Vậy thì rủi ro đầu tư vào ANV như thế nào? Nó cũng giống như VHC thôi. Nó là cơ bản là chu kỳ ngành cả. Rủi ro chu kỳ. Rủi ro dịch bệnh. Nếu dịch bệnh mà quá phức tạp, cái cầu nó không thể tăng nhanh ý, thì ANV sẽ khó có thể tăng trưởng lợi nhuận tốt được. Đó. Rồi tiếp theo là rủi ro về xâm nhập mặn ở miền Nam. Luôn luôn phải đối mặt với cái vấn đề này. Bởi vì gần đây, những năm gần đây, các cái dòng sông chính bị Trung Quốc họ chặn làm thủy điện. Rồi cộng thêm mấy thiên văn nó không thuận lợi. Thành ra rất nguy hiểm trong cái việc này. Rồi là cạnh tranh mạnh từ cá rô phi Trung Quốc và một số yếu tố khác. Đó là những cái rủi ro mà ANV VSC có thể chịu phải. Tiếp theo là về khuyến nghị đầu tư. Thì ANV là cổ phiếu thuộc doanh nghiệp có tính chu kỳ cao. Từ chu kỳ ngành cá cho đến cái chiến lược phát triển rất là mạnh mẽ của cái công ty này. Họ muốn tự chủ 100% nữa. Thì do đó nó sẽ gặp cái tính chu kỳ cao. Tức là lúc tốt thì họ sẽ rất tốt, nhưng lúc xấu thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Đó thì ANV rất thích hợp với đầu tư vào cái chu kỳ mở rộng. Vì có lợi thế vùng nuôi sẵn sàng rất lớn. Thế thành ra nếu quý vị có kỳ vọng rằng ngành cá tra sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới, thì đầu tư ANV là lựa chọn sáng suốt nhất trong cái lĩnh vực cá tra này. Đó thì nó phù hợp với nhà đầu tư chung và ngắn hạn thôi, không phải quá dài hạn, từ 2 tháng, từ 5 tháng đến 2 năm thì đầu tư vào những doanh nghiệp này rất phù hợp. Tiếp theo thì tôi có quảng cáo một chút, đó là AZFIN Việt Nam có một cái đặc sản, đó là cả hai khóa học. Một là khóa học định giá cổ phiếu rất cao cấp, hai là khóa đọc vị cổ phiếu. Thì nhờ khóa đọc vị cổ phiếu này mà cả chục ngàn nhà đầu tư có được những cái kết quả rất tốt, rất tuyệt vời. Nhờ khóa đọc vị cổ phiếu này mà quý vị và các bạn có thể nhìn vào báo cáo tài chính, nhìn vào báo cáo thường niên, không phải nhìn vào con số quá khứ nhé, nhìn vào những động thái trong đó, quý vị biết được rằng Hòa Phát sẽ tăng trưởng
2021 mạnh như thế nào và 2022 có tăng trưởng không? Hay là quý vị nhìn vào đấy có thể biết rằng FPT sẽ tăng trưởng mạnh như thế nào trong 2021 này? Rồi là P&G này có thể tăng trưởng lợi nhuận lên đến 45 đến thậm chí 60% trong năm 2021 này. Đúng không? Rồi là rất nhiều các cái vấn đề những cái cổ phiếu khác. Hay là nhìn vào cái việc đọc vị cổ phiếu này, quý vị có thể dự báo được rằng Techcombank hấp dẫn như thế này. VND hấp dẫn ra sao trong cái năm 2021 này. Để ví dụ như thế. Thì trên đây nhà tôi cũng giới thiệu qua quảng cáo về cái khóa học đọc vị cổ phiếu. Thì hàng tháng thì sẽ xin luôn có cái khóa học này. Quý vị và các bạn quan tâm có thể kéo xuống cái phần mô tả của clip này. Có cái link khóa học ở trên AZFIN Academy. Ở trên Academy thì dành cho tất cả các cái quý vị muốn tham gia thị trường chứng khoán từ những cái gì đó cơ bản nhất. Có cả những cái kiến thức free rất hữu ích ở trên đây. Thì chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích từ AZFIN Việt Nam và những cái cơ hội đầu tư hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.